Kính chào quý vị, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 18 tháng 7 có những nội dung đáng chú ý. Kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh kết thúc thành công tốt đẹp. Xăng dầu tăng giá không ảnh hưởng đến tình hình giá cả thị trường. Cưỡng chế vi phạm xây dựng đường nội bộ trên phần đất do nhà nước quản lý. Trong phần tin thế giới, khai mạc hội nghị thượng đỉnh EU Canada. Hạ viện Mỹ ngăn chặn nghị quyết luận tội tổng thống Donald Trump. Iran chỉ trích lệnh hạn chế đi lại của Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, bước vào ngày làm việc thứ ba sáng nay 18 tháng 7, kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục với phần chất vấn về trách nhiệm quản lý và xác định nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và tiến hành phiên bế mạc. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Chất vấn về công tác giao đất, cho thuê đất. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đặt câu hỏi xoay quanh thực trạng. Trên địa bàn tỉnh có nhiều diện tích đất được giao cho thuê nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đại biểu cũng chất vấn người đứng đầu ngành tài nguyên môi trường tỉnh về trách nhiệm để xảy ra thực trạng trên cũng như biện pháp khắc phục. Giải trình về nội dung này, ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có 383 quyết định giao đất cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án với diện tích trên 4.200 hectare. Qua kiểm toán, có 9 trường hợp chưa ký hợp đồng thuê đất và 9 trường hợp chưa ký phụ lục hợp đồng thuê đất. Có 46 dự án của 29 tổ chức đã được Ủy ban nhân dân tỉnh bàn giao đất từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 nhưng chưa xác định đơn giá thuê đất theo quy định vì chưa chuyển thông tin địa chính. Hiện nay, ngành tài nguyên môi trường đã thực hiện xong các trường hợp này. Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải thích, hiện nay thời gian xác định giá đất đã được rút ngắn từ 69 ngày còn 38 ngày. Đối với những trường hợp phức tạp thì còn lại 43 đến 45 ngày. Hiện trên địa bàn tỉnh danh mục dự án cần xác định giá đất rất nhiều, nhưng năng lực của các đơn vị tư vấn lại chưa đáp ứng được yêu cầu, phải thực hiện lại nhiều lần dẫn đến kéo dài thời gian. Mặt khác, theo quy định của Luật Đất đai 2003, sau khi có quyết định giao đất cho thuê đất, trong vòng 20 ngày, cơ quan tài nguyên môi trường phải có trách nhiệm bàn giao đất thực địa. Giai đoạn 2016-2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra 79 dự án. Tuy nhiên, do có quá nhiều dự án, số lượng hồ sơ đất đai nhiều, nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa hoàn thành việc kiểm tra toàn bộ dự án. Qua cái việc kiểm tra của thanh tra chính phủ, một đợt kiểm toán nhà nước ba đợt, và của đoàn ủy ban kiểm tra trung ương thì chúng tôi cũng đã cơ bản rà soát lại được và thấy mình yếu chỗ nào, mình làm được chỗ nào, và có thể nhận trách nhiệm rằng ngành tài nguyên môi trường của chúng tôi trong thời gian qua phải nói là chưa có nắm được toàn cảnh những cái tình hình về vấn đề quản lý đất đai của các dự án trên địa bàn tỉnh. Liên quan đến nội dung này, lãnh đạo cục thuế tỉnh đã giải trình nghi vấn về việc liệu có hay không vấn đề thất thoát ngân sách. Về cái vấn đề thất thoát ngân sách đối với các thửa đất, các dự án trên địa bàn thì là hầu như cục kiểm toán cũng thống nhất chúng ta là chưa có để ra xảy ra tình trạng nào, chỉ còn tồn tại những cái vấn đề là do chính sách quy định chưa rõ ràng, chúng ta đang phải xin báo cáo ý kiến cấp trên để thực hiện xử lý, cho nên là đang còn phải xử lý tiếp tục trong thời gian tới. Ngoài việc giải trình về thực trạng những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước, đại diện các cơ quan chức năng cũng đã nhận trách nhiệm và đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đối với các trường hợp phải ký hợp đồng thuê đất, thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ khắc phục bằng cách sau khi có quyết định giao thuê của Ủy ban tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường mời các doanh nghiệp ký hợp đồng thuê đất và đôn đốc các doanh nghiệp này khẩn trương. Nếu các doanh nghiệp không thực hiện thì sẽ có báo cáo Ủy ban tỉnh để có hình thức chế tài theo quy định của pháp luật. Một giải pháp tiếp theo là chấn chỉnh công tác xây dựng phương án giá đất, thận trọng trong việc lựa chọn và thuê đơn vị tư vấn lập phương án giá đất, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất đai, thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính để phục vụ cho ngành tài nguyên môi trường, chia sẻ với ngành thuế để cùng khai thác thông tin và thực hiện tốt cái vấn đề xác định nghĩa vụ tài chính và hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
Kết luận nội dung chất vấn, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã thay mặt lãnh đạo tỉnh nhận trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm trong chỉ đạo điều hành đối với công tác quản lý đất đai của các cơ quan nhà nước. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý trách nhiệm của các cơ quan cá nhân tham mưu, cá nhân tổ chức chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng đã ký quyết định giao đất. Tôi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo cách chặt chẽ để không phát sinh trường hợp mới. Xử lý trách nhiệm của những cá nhân, cơ quan, đơn vị mà tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và những đồng chí lãnh đạo Ủy ban tỉnh mà không kiểm soát tại sao chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính mà ký quyết định giao đất. Tôi đề nghị Hội đồng nhân tiếp tục giám sát việc khắc phục những hậu quả. Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhìn nhận những tồn tại khó khăn trong công tác điều hành thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời giải trình, làm rõ thêm một số nội dung đại biểu và cử tri quan tâm được nêu ra tại phiên thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn. Trong phiên bế mạc kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 43 nghị quyết với 6 nhóm nội dung về kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019, về thu chi ngân sách, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đầu tư công và nhóm nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, biểu dương nỗ lực của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đồng thời kêu gọi cán bộ, quân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đoàn kết nhất trí, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm nhằm thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa trong 6 tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra. Sáng nay 18 tháng 7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham dự hội nghị. Tại đầu cầu Bà Rịa Vũng Tàu, ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố tham dự. Với phương châm kỷ cương, liêm chính, hành động sáng tạo, bứt phá, hiệu quả trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành kế hoạch và đầu tư đã tham mưu chính phủ ban hành các nghị quyết, chỉ thị quan trọng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 xem xét, thông qua luật đầu tư công sửa đổi, với tỷ lệ phiếu tán thành khá cao, đạt 90,7%. Bộ cũng xây dựng đề án thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia và hoàn thiện đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ, phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo tại Việt Nam năm 2019. Trong 6 tháng cuối năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục nỗ lực với phương châm đoàn kết, nhất trí, phát huy sức mạnh, ý chí toàn ngành, tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp quan trọng như phối hợp với các bộ ngành theo dõi tình hình kinh tế xã hội trong và ngoài nước, tham mưu cho chính phủ các giải pháp phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt khoảng 6,8% và tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân đạt dưới 4%. Thực hiện các giải pháp thúc đẩy giải ngân các dự án và xử lý triệt để các nguyên nhân gây chậm trễ trong công tác chuẩn bị hồ sơ mời thầu, đấu thầu. Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức khác. Thưa quý vị, chiều hôm qua ngày 17 tháng 7, Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thành, huyện Châu Đức tổ chức lễ công bố quyết định số 2081 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Lan Anh 7 trên địa bàn xã. Dự án khu dân cư Lan Anh 7 có diện tích 9,8 ha, bao gồm các phân khu chức năng, gồm khu nhà ở với 405 nền nhà liên kết có sân vườn, khu tổ hợp thương mại, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật giao thông, cây xanh. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 100 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lan Anh làm chủ đầu tư. Theo quyết định số 2081 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lan Anh chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai quản lý đầu tư xây dựng trong khu vực quy hoạch được huyện phê duyệt và phải hoàn thiện các hồ sơ pháp lý theo quy định. Khi xây dựng các công trình, chủ đầu tư phải tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về thiết kế và xây dựng nhà ở. Các phòng ban chức năng của huyện và Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Thành có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư dự án thực hiện đúng luật đất đai xây dựng. Tại buổi lễ công bố quy hoạch chi tiết khu dân cư Lan Anh 7,
bà Nguyễn Nam Phương, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lan Anh, cam kết sẽ triển khai dự án đúng theo quy hoạch được duyệt. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành công tác đầu tư hạ tầng vào dịp Tết Dương lịch năm 2020. Thưa quý vị, từ 17 giờ chiều hôm qua, 17 tháng 7, giá xăng sinh học E5 RON 92 tăng 626 đồng một lít, giá mới là 20.279 đồng một lít, xăng khoáng RON 95 tăng 718 đồng một lít, giá mới là 21.235 đồng một lít. Với đợt tăng giá lần này, giá xăng dầu đã có 2 kỳ tăng liên tiếp từ giữa tháng 6, với mức tăng thêm hơn 1.000 đồng trên mỗi lít xăng tùy loại. Xăng dầu là mặt hàng vốn tác động trực tiếp đến những mặt hàng thiết yếu, nên khi tăng giá sẽ đẩy giá cả sinh hoạt tăng theo chiều hơn. Nhưng theo ghi nhận của phóng viên thời sự trong sáng hôm nay, đợt tăng giá lần này chưa tác động nhiều đến mặt bằng giá cả. Theo quy luật, cứ mỗi đợt giá xăng giá dầu tăng, thì giá cả các hàng hóa đều ít nhiều có sự điều chỉnh tăng lên. Lần này giá xăng dầu tiếp tục tăng, nhưng thị trường tiêu dùng vẫn bình ổn. Đặc biệt, người dân tỏ ra khá bình thản trước thông tin này. Mà làm lương thì nó cũng hơi thấp, thì mà giá cái xăng tăng hoài thì nó hơi hẹp cho người dân tí xíu thôi. Nó tăng 1.000, 2.000 thì cái gì là phương tiện của mình bắt buộc mình phải đi, và chung ra thì nó lại không đáng kể. Dù xăng tăng 2 lần liên tiếp, song nhiều siêu thị khẳng định giá bán tất cả các mặt hàng đều ổn định, chưa có nhà cung cấp nào gửi yêu cầu điều chỉnh giá bán. Không chỉ ổn định giá bán, nhiều siêu thị còn triển khai nhiều chương trình khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng. Tại chợ đầu mối Bà Rịa, một số mặt hàng rau củ quả tăng nhẹ từ 500 đến 5.000 đồng một ký, tùy loại. Tuy nhiên, theo giải thích của tiểu thương, giá tăng chủ yếu liên quan đến nguồn cung trong mùa mưa giảm, chứ không liên quan đến chi phí vận chuyển tăng. Bây giờ cũng như là xăng nó lên giá, nhưng mà cái hàng của mình là mưa gió là nó không tăng. Xăng lên mà rau mình bán bình thường, vẫn bán được. Từ đầu năm đến nay, giá điện tăng, giá xăng dầu đã hơn 10 lần điều chỉnh tăng giảm. Song thị trường giá cả nhìn chung vẫn khá ổn định. Theo dự báo của các chuyên gia, giá cả hàng hóa nếu có tăng thì tăng không đáng kể, bởi trong chiến lược kinh doanh phân phối của doanh nghiệp đã có tính toán đến yếu tố xăng dầu cùng chiến lược kích cầu mua sắm. Đặc biệt, việc quản lý giá cả của các ngành chức năng cũng ngày một chặt chẽ, nên không thể có tình trạng tăng giá tùy tiện. Sáng nay ngày 18 tháng 7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp thông qua kế hoạch tổ chức hội nghị 50 năm thực hiện di chúc của Bác và sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hội nghị 50 năm thực hiện di chúc của Bác và sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh sẽ được Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức trong tháng 8 năm 2019. Hội nghị gồm chương trình văn nghệ, xem phim tư liệu đánh giá về kết quả 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tuyên dương các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến học và làm theo Bác, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với các tập thể cá nhân tiêu biểu. Kết luận cuộc họp bàn về kế hoạch tổ chức hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ từ khâu nội dung cho đến hình thức tổ chức. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện clip các gương điển hình, phim tư liệu đánh giá về kết quả 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và kịch bản chương trình giao lưu. Sở Văn hóa Thể thao thiết kế chương trình văn nghệ tại hội nghị. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường 12 thành phố Vũng Tàu phối hợp với Đội Trật tự đô thị và Công an thành phố Vũng Tàu tổ chức đoàn cưỡng chế các hộ dân tự ý làm đường trên phần đất do nhà nước quản lý. Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, hôm qua ngày 17 tháng 7, lực lượng chức năng phường 12 đã phát hiện hành vi đổ xà bần làm đường tại cuối hẻm 97 và hẻm 15 đường Phước Thắng. Đây là khu đất công do nhà nước quản lý, hiện trạng là đường đất rỗng và thấp. Lực lượng chức năng ghi nhận, nền con đường tự phát này được hình thành từ hành vi đổ xà bần trái phép, có chiều dài 260m, rộng 4m. Con đường này dẫn vào khu đất do bà Nguyễn Thị Bé Tư, trú tại số 13 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, thành phố Vũng Tàu làm chủ sử dụng, có diện tích gần 5.676m2. Đây là đất trồng cây lâu năm. Ủy ban Nhân dân phường 12 đã lập biên bản ghi nhận hiện trạng và thông báo về Phòng Quản lý Đô thị, Đội Trật tự Đô thị, Công an thành phố Vũng Tàu. Qua đó thống nhất tiến hành cưỡng chế hành vi đổ xà bần làm đường trên phần đất do nhà nước quản lý.
Qua công tác kiểm tra thường xuyên của lực lượng chức năng của phường thì đã phát hiện tại thửa đất số 15, tờ bản đồ 117, xác định đây là đất công do nhà nước quản lý. Chúng tôi đã tiến hành tháo dỡ theo quy định của pháp luật. Đoàn cũng tiến hành cưỡng chế hành vi làm hẻm bê tông có chiều rộng 4m, dài 30m tại hẻm 15 đường Phước Thắng. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường 12 thành phố Vũng Tàu khẳng định, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục cử lực lượng giám sát, không để tình trạng này tái diễn hay phát sinh các trường hợp tương tự. Tiếp theo là một số tin vắn đáng chú ý. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức trao nhà nghĩa tình cho Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thắng Lợi, nhân viên quân lực Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vũng Tàu. Căn nhà được trao có diện tích 64m², trong đó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vũng Tàu hỗ trợ 20 triệu đồng xây dựng, phần còn lại do gia đình huy động thêm. Đại tá Thái Văn Điền, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chúc mừng Thượng úy Thắng Lợi, đồng thời mong muốn Thượng úy tiếp tục nỗ lực trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện chương trình nâng bước em đến trường do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, sáng nay Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ trao tặng học bổng nâng bước em đến trường cho 48 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống trên địa bàn biên giới biển đảo và trao thưởng cho học sinh sinh viên đạt danh hiệu học sinh giỏi, đạt giải trong các kỳ thi năm học 2018-2019. Theo đó, đối với 48 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, mỗi em được nhận một suất học bổng trị giá 4.500.000 đồng, tổng trị giá học bổng là 216 triệu đồng. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng trao 383 phần quà cho các em học sinh sinh viên là con em cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đạt danh hiệu học sinh giỏi, đạt giải trong các kỳ thi năm học 2018-2019 với tổng số tiền là 143 triệu đồng. Kính chào quý vị, chúng ta đang gặp nhau trong bản tin Theo dõi bóng lăn, đồng hành cùng giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cấp truyền hình BRT năm 2019. Như vậy là lượt trận thứ 3 giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cấp truyền hình BRT năm 2019 đang rất được chờ đợi. Bởi vì đây là vòng đấu quyết định thêm những tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết ở cả hai lứa tuổi là U11 và U13. Trước loạt đấu quan trọng này thì chúng ta hãy cùng đánh giá lại thực lực cũng như là cơ hội của các đội có cơ hội tiến sâu vào vòng trong. Với lứa tuổi U11, cuộc đọ sức giữa U11 huyện Xuyên Mộc và U11 thị xã Phú Mỹ ở bảng A vào lúc 15 giờ thứ Bảy ngày 20 tháng 7 tại sân bóng đá Bầu Thành huyện Long Điền, dự báo sẽ gây cấn hấp dẫn. Bởi cả U11 huyện Xuyên Mộc và U11 thị xã Phú Mỹ đang cùng sở hữu 3 điểm và đều khát khao tiến sâu hơn. Các cầu thủ U11 Xuyên Mộc chơi bóng khá kỹ thuật, nhanh nhẹn, từng gây ấn tượng mạnh khi đè bẹp U11 huyện Long Điền 1 với tỷ số 6-1 ở ngày khai mạc. Đặc biệt trong đội hình những chiến binh chân đất, sở hữu chân sút Lê Minh Sự có tốc độ, sự lắc léo và khả năng ghi bàn tốt. Sau hai lượt trận, tiền đạo mang áo số 3 đã có 5 bàn thắng, xếp thứ 2 trong danh sách vua phá lưới lứa tuổi U11. Bất lợi của các cầu thủ U11 huyện Xuyên Mộc đó là thể hình, thể lực. Nhưng đây lại là điểm mạnh của U11 thị xã Phú Mỹ. Ở hai lượt trận đầu tiên, đội bóng áo hồng đã khai thác triệt để ưu thế của mình. Trước ứng cử viên vô địch U11 Bà Rịa, U11 thị xã Phú Mỹ thi đấu ngang ngửa và chỉ thiếu may mắn khi lọt lưới ở phút cuối cùng của trận đấu. Ở lượt trận thứ hai gặp U11 huyện Long Điền 1, dù nhiều lần bị vượt lên dẫn trước, song với thể lực vượt trội, đội bóng đất cảng đã lật ngược tình thế trong hiệp 2 và giành chiến thắng chung cuộc 7-5. Điểm yếu của U11 thị xã Phú Mỹ là các tình huống chống bóng bổng do thủ môn Tống Hoàng Nam thể hình hạn chế. Ngoài ra, U11 Phú Mỹ bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải thắng do kém hiệu số bàn thắng so với U11 Xuyên Mộc. Ở bảng B, U11 Vũng Tàu đã chính thức đoạt vé vào bán kết sau 2 chiến thắng. Tấm vé còn lại nhiều khả năng thuộc về U11 huyện Châu Đức. Lúc này, những chú Linh Dương Xanh đang chiếm ưu thế khi đang có 3 điểm cùng hiệu số 0, hơn đội xếp thứ 3 là U11 huyện Đất Đỏ có hiệu số âm 2. Chỉ cần đánh bại đội bóng U11 huyện Long Điền 2 diễn ra vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 20 tháng 7, thì U11 Châu Đức sẽ giành quyền đi tiếp. Trong khi U11 huyện Đất Đỏ gặp thách thức lớn bởi phải đối đầu với ứng cử viên vô địch U11 Vũng Tàu. Đó là lứa tuổi U11, còn với lứa tuổi U13 thì tính đến thời điểm này đã có 3 đại diện góp mặt ở vòng bán kết là U13 huyện Châu Đức, U13 thị xã Phú Mỹ và U13 thành phố Bà Rịa. Chiếc vé vào bán kết còn lại là màn đua tranh không kém phần kịch tính giữa hai đội là U13 huyện Long Điền và U13 huyện Xuyên Mộc. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 20 tháng 7 trên sân bóng đá Bầu Thành huyện Long Điền.
về lực lượng, U13 huyện Long Điền không mạnh hơn U13 huyện Xuyên Mộc. Tuy nhiên, đội bóng áo trắng có lợi thế sân nhà và đặc biệt trên hàng công, đội U13 huyện Long Điền sở hữu tiền đạo Trần Văn Doanh thi đấu rất xuất sắc. Ngoài hai pha lập công, Văn Doanh còn để lại nhiều ấn tượng với những pha đi bóng tốc độ, lắc léo cùng hai pha kiến tạo thuận lợi cho đồng đội ghi bàn. U13 huyện Xuyên Mộc không có những cá nhân giàu đột biến, song được đánh giá cao nhờ lối chơi tập thể, bởi đa phần các cầu thủ của đội bóng này được tập luyện bài bản tại câu lạc bộ bóng đá Dream. Xét toàn cục, U13 huyện Long Điền đang chiếm nhiều ưu thế hơn và chỉ cần một trận hòa là đội nhà sẽ đi tiếp, trong khi U13 huyện Xuyên Mộc buộc phải thắng. Trận đấu còn lại của bảng A giữa U13 huyện Châu Đức và U13 thành phố Vũng Tàu cũng ảnh hưởng đến tấm vé vào bán kết lứa tuổi U13. Nếu U13 Vũng Tàu thắng U13 Châu Đức với cách biệt 2 bàn trở lên, trong khi U13 Xuyên Mộc thắng U13 Long Điền với cách biệt tối thiểu, đội đi tiếp sẽ là những ngôi sao biển. Song trường hợp này rất khó xảy ra. Ngoài việc xác định các đội vào vòng bán kết, thì trong 2 ngày thi đấu cuối cùng của giải là ngày 20 và ngày 21 tháng 7, vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT sẽ còn chứng kiến các trận đấu bán kết, chung kết và lễ bế mạc ở hai lứa tuổi là U11 và U13. Rất mong quý vị khán giả đến sân bóng đá Bầu Thành thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Long Điền ở quốc lộ 55 để chúng ta cùng tiếp lửa cho các cầu thủ nhí. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với thông tin trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam năm 2019 diễn ra vào chiều tối qua trên sân vận động Thành phố Bà Rịa. Do sân vận động Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh vướng tổ chức sự kiện giải điền kinh quốc tế nên đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác phải mượn sân vận động Bà Rịa làm sân nhà trong cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng ở trận đấu thuộc vòng 15 V-League 2019. Lần đầu tiên một trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia được tổ chức tại Bà Rịa Vũng Tàu, vì thế đã có rất đông người hâm mộ của tỉnh nhà đến theo dõi, bất chấp cơn mưa nặng hạt kéo dài trước và trong trận đấu. Với sự cổ vũ vô tư nhiệt tình của khán giả Bà Rịa Vũng Tàu, hai đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh và SHB Đà Nẵng đã cống hiến một trận cầu sôi động mãn nhãn với 5 bàn thắng được ghi. Tuy nhiên, biết tận dụng cơ hội tốt hơn nên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng xít sao 3-2 trước SHB Đà Nẵng. Với chiến thắng này, kết hợp trận hòa 1-1 giữa câu lạc bộ Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã giữ vững ngôi đầu với 33 điểm, nhiều hơn đội bóng thủ đô 3 điểm. Thời lượng dành cho bản tin theo nhịp bóng lăn hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này vào tối Chủ nhật. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là vào ngày 20 và ngày 21 tháng 7, tức là thứ Bảy và Chủ nhật tuần này, thì vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT tiếp tục diễn ra trên sân vận động Bầu Thành thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Long Điền. Trận chung kết và lễ trao giải của hai lứa tuổi U11 và U13 diễn ra vào chiều ngày 21 tháng 7. Ban tổ chức không bán vé nên tất cả những người hâm mộ bóng đá có thể đến theo dõi, cổ vũ cho các cầu thủ nhí. Xin trân trọng kính mời. Và bây giờ thì xin mời Ngọc Diệu sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối trong phần tin thế giới. Chương trình thời sự tối xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh giữa Liên minh châu Canada lần thứ 17 vừa khai mạc tại thành phố Montreal của Canada. Diễn ra trong 2 ngày, hội nghị năm nay hướng tới mục tiêu thắt chặt hơn nữa mối quan hệ kinh tế và chiến lược giữa Ottawa với 28 nước thành viên EU. Các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu và Canada dự kiến thảo luận về các biện pháp để Canada và Liên minh châu Âu có thể hợp tác trong những vấn đề ưu tiên chung và cùng nhau đối phó với những thách thức lớn như cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ một trật tự quốc tế dựa trên những quy tắc. Ngoài ra, Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện giữa EU và Canada cũng sẽ là một chủ đề trọng tâm trên bàn thảo luận tại hội nghị. Liên quan vấn đề Brexit, Thủ tướng Anh sắp bãi nhiệm bà Theresa May vừa tuyên bố bất kỳ hướng đi nào mà Anh lựa chọn để rời khỏi Liên minh châu EU, tức Brexit, cũng phải đảm bảo bền vững về lâu dài, đồng thời kêu gọi một sự thỏa hiệp trong bối cảnh sự chia rẽ trên chính trường Anh đang ngày càng sâu sắc. Trong bài phát biểu cuối cùng trước khi rời khỏi cương vị Thủ tướng Anh vào tuần tới, bà Theresa May bày tỏ quan ngại về sự chia rẽ chính trị hiện tại. Bà May khẳng định, để có thể đảm bảo nước Anh thống nhất trở lại, cần có một sự thỏa hiệp. Trước đó, hai ứng cử viên thay bà May gồm cựu Ngoại trưởng Boris Johnson và Ngoại trưởng Jeremy Hunt đều khẳng định không sẵn sàng thỏa hiệp đối với điều khoản chốt chặn trong thỏa thuận Brexit với EU.
việc thay đổi thỏa thuận Brexit đã đạt được với EU được cho là sẽ không thể xảy ra trước hạn chót vào 31 tháng 10. Sáng nay, theo giờ Hà Nội, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ việc ngăn chặn nghị quyết nhằm luận tội Tổng thống Mỹ ông Donald Trump. Theo Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi, việc luận tội Tổng thống Donald Trump không phải chiến lược tốt nhất. Với 332 phiếu ủng hộ và 95 phiếu chống, Hạ viện Mỹ cùng với sự ủng hộ của Chủ tịch Nancy Pelosi và các nghị sĩ đảng Cộng Hòa đã ngăn chặn thành công nỗ lực nhằm tiến hành thủ tục luận tội Tổng thống Donald Trump. Trước đó, nhiều nghị sĩ đảng Dân Chủ đã tỏ ra thất vọng trước các chính sách của Nhà Trắng như trong vấn đề di cư, ngăn cản pháp luật và những tuyên bố mang tính chất công kích cá nhân của ông Trump. Ngoại trưởng Iran ông Mohammad Javad Zarif vừa chỉ trích việc Mỹ siết chặt đi lại đối với các nhà ngoại giao Iran và gia đình của họ sống ở thành phố New York là vô nhân đạo. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Phát biểu với báo giới tại Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Iran ông Mohammad Javad Zarif cho biết, lệnh siết chặt đi lại đối với các nhà ngoại giao Iran của Mỹ tuy không gây ảnh hưởng nhiều đến cá nhân ông, nhưng lại đặt các thành viên của phái bộ này và gia đình của họ vào các điều kiện về cơ bản là vô nhân đạo. Ông cũng cáo buộc Mỹ đang cố tình tạo ra một cuộc chiến kinh tế nhằm vào Iran, gây tổn hại tới dân thường nước này. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố sẽ có hành động đáp trả thích đáng đối với những kẻ gây ra vụ tấn công nhằm vào nhân viên ngoại giao nước này tại Erbil, thủ phủ của khu tự trị người Quốc ở Iraq. Giới chức Iraq cho biết một vụ nổ súng đã xảy ra tại một nhà hàng ở Erbil, khiến 3 nhân viên ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, trong đó có phó tổng lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ. Một số quan chức của lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ có mặt tại nhà hàng này khi vụ tấn công xảy ra. Thủ phạm đã trốn khỏi hiện trường. Tòa án Mỹ vừa kết án tù chung thân đối với trùm ma túy Mexico Joaquin N. Chapo Guzman, đồng thời buộc đối tượng phải giao nộp số tiền 12,6 tỷ đô la Mỹ thu được từ các hoạt động phạm pháp. Joaquin N. Chapo Guzman, 61 tuổi, từng điều hành băng nhóm Sinaloa, được biết đến như một đế chế buôn bán ma túy toàn cầu. Năm 2017, El Chapo bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử sau khi bị bắt tại Mexico trước đó một năm. Tin về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Tối qua, vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Chiều nay, áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon trong Philippines khoảng 230 km về phía Tây Bắc. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 20 đến 25 km một giờ. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển ra xa khu vực Biển Đông và không có khả năng tác động đến nước ta. Tuy nhiên, hoàn lưu vùng áp thấp nhiệt đới gây ra thời tiết xấu cho nhiều vùng biển. Vùng áp thấp nhiệt đới này cũng khiến gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Do vậy, các vùng biển phía Nam có gió giật mạnh tới cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2-4 mét kèm theo lốc xoáy. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 18 tháng 7. Do ảnh hưởng của trường gió Tây Nam, nên đêm nay và trưa chiều mai khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy. Nền nhiệt giảm nhẹ so với những ngày qua, thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ, trời mát về đêm và sáng. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm nay và trưa chiều mai mưa rào và dông rải rác. Đề phòng trong cơn dông có gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy. Ngày mai trời nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 70 đến 94%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm nay có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngày mai trời nắng, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31 độ, độ ẩm tương đối 81%. Do ảnh hưởng trường gió Tây Nam hoạt động mạnh, nên vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2-4 mét, biển động. Hiện thời tiết hầu khắp vùng biển cả nước đang diễn biến xấu, mưa dông kèm theo gió giật mạnh nên bà con ngư dân cần lưu ý.
Tại Vũng Tàu ngày 19 tháng 7 năm 2019, mực nước cao nhất 350cm xuất hiện lúc 4h15 phút, thấp nhất 20cm xuất hiện lúc 21h15 phút. Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.